Máy khoan đất tay đẩy bánh xe Takeo TK3B đang di chuyển trên đường đội núi dốc tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Hiện tại thì máy đang di chuyển ở vườn đồi trồng tiêu và cà phê. Các bạn có thể thấy là máy di chuyển rất là dễ dàng, giống như chúng ta đẩy xe rùa vậy. Khi mà sử dụng, chúng ta chỉ cần đặt ngược lại và giật nổ, sau đó là giữ càng và khoan, và từ từ máy sẽ xuống. Với cái hệ thống tay đẩy bánh xe chống rung và giảm tải cho người khoan, thì với dòng máy động cơ 68cc này, một người cũng có thể khoan dễ dàng và có thể sử dụng liên tục trong nhiều giờ, không giống như những dòng cùng phân khúc khoan đất cầm tay động cơ xăng 68cc khác. Thì khi chúng ta khoan liên tục thì phải hai người mới sử dụng được, vì cái độ gằn và rung nắc của nó rất là lớn, nên là rất là mất sức. Bà con có thể nhìn thấy là máy khoan rất là nhẹ nhàng, với người sử dụng rất là dễ dàng. Bộ khung tay đẩy bánh xe có thể dễ dàng tháo ráp để vận chuyển, chở bằng xe máy rất là gọn nhẹ nha bà con.